Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị đồng hành tổ chức tọa đàm Hành trình 20 năm tiếp sức mùa thi nhằm ôn lại những kết quả đã đạt được trong 20 năm qua, chia sẻ, trao đổi các mô hình kinh nghiệm cách làm hay để hướng tới phát triển chương trình tốt hơn trong thời gian tới. Tiếp sức mùa thi là chương trình quen thuộc với thanh niên, sinh viên, các thí sinh, phụ huynh và toàn xã hội mỗi dịp mùa thi đến. Ra đời từ năm 1997 tại thành phố Hồ Chí Minh, đến năm 2002, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam quyết định nhân rộng mô hình ra toàn quốc với sứ mệnh hỗ trợ toàn diện, tối đa, đúng và trúng nhu cầu của các thí sinh, người nhà thí sinh mỗi mùa thi. Các đại biểu đã chia sẻ, trao đổi nhiều kinh nghiệm, cách làm, mô hình hay trong triển khai chương trình tiếp sức mùa thi. Qua đây đưa ra những sáng kiến cụ thể để phát triển chương trình theo hướng thiết thực, linh hoạt, hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn tới đây.